Các bạn đang xem tin tức kinh tế xã hội tích cực nổi bật của Việt Nam do Hoàng Video thực hiện. Xe nào hay hơn, Honda Jazz hay là Toyota Yaris? Ông Trần Bá Dương, chủ tịch Haco, lọt vào danh sách những người giàu nhất hành tinh. Đó là những tin chính trong video ngày hôm nay. Cùng là hàng nhập khẩu và ngang giá, chọn Honda Jazz hay Toyota Yaris? Honda Jazz được coi là phiên bản hatchback hạng B của Honda City, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Yaris. Cả hai mẫu xe Nhật này đều được nhập từ Thái Lan. Honda Jazz được giới thiệu tại Việt Nam từ tháng 8 năm 2017, nhưng đến nay mới có giá bán chính thức. Đây là lần đầu tiên Honda Việt Nam tham gia cuộc chơi phân khúc hatchback hạng B, trong khi đối thủ đến từ Toyota đã có mặt từ nhiều năm nay. Liệu gương mặt mới Honda Jazz có đủ sức cạnh tranh với Toyota Yaris, một mẫu hatchback có tên tuổi tại thị trường trong nước? Dưới đây là sự so sánh về trang bị giữa hai phiên bản cao cấp nhất của Jazz RS và Yaris phiên bản G với mức giá gần như không khác biệt, 619 triệu và 642 triệu đồng. Về ngoại thất, Honda Jazz có kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 3.989, 1.694 và 1.524mm, chiều dài cơ sở 2.530mm, khoảng sáng gầm xe là 137mm, bán kính vòng quay tối thiểu 5,4m. Lợi thế hơn so với đối thủ là đèn chiếu sáng LED hoàn toàn, đèn định vị LED và đèn hậu LED, vành hợp kim kích thước 16 in kết hợp lốp 185-55R16, tuy nhiên phanh đĩa trước và phanh sau loại tăng chống. Trong khi đó Toyota Yaris có kích thước 4.115, 1.700 và 1.475mm, chiều dài cơ sở 2.550, cả chiều dài rộng và khoảng cách trục Yaris đều nhỉnh hơn so với Jazz, khoảng sáng gầm xe là 135mm, bán kính vòng quay tối thiểu 5,1m. Hệ thống chiếu sáng trên Yaris chỉ là đèn halogen, kèm projector, đèn hậu bóng sợi đốt thông thường, vành xe chỉ 15 in, kết hợp lốp 185-60R15. Xe có phanh đĩa ở cả 4 bánh. Về nội thất, Honda Jazz chỉ có bộ ghế nỉ, các trang bị chính trong cabin gồm có hệ thống đề nổ bằng nút bấm, màn hình cảm ứng 7 inch, điều hòa tự động điều chỉnh cảm ứng và âm thanh 6 loa. Ghế trước của Jazz có thể ngả hết để biến thành giường nằm cho ghế sau, đây là điểm Jazz vượt trội hơn so với Yaris. Đồng thời, Toyota Yaris cũng chỉ dùng ghế nỉ, chỉnh tay, màn hình trung tâm 7 inch, đề nổ bằng nút bấm, âm thanh 6 loa và điều hòa tự động không thua kém gì Honda Jazz, chỉ khác ở chỗ điều chỉnh bằng nút cơ. Nhìn chung, nội thất hai mẫu xe không chênh lệch rõ rệt, ngoài việc mẫu xe của Honda Jazz có thể linh động trong việc điều chỉnh ghế. Về động cơ, động cơ của Honda Jazz là loại 4 xi lanh dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất 118 mã lực tại 6.600 vòng phút và mô men xoắn 145 Nm tại 4.600 vòng phút, hộp số tự động vô cấp. Toyota Yaris dùng máy 4 xi lanh dung tích 1,5 lít, công suất 107 mã lực tại 6.000 vòng phút và mô men xoắn 140 Nm tại 4.200 vòng phút, hộp số cũng là CVT, có giả lập 7 cấp độ. Về trang bị an toàn, Honda Jazz có các hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD-BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, camera lùi và 6 túi khí. Trang bị an toàn là điểm yếu của Toyota Yaris. Xe có các hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử và 2 túi khí. Như vậy Toyota Yaris kém ở camera lùi và số lượng túi khí. Xét về giá bán, Honda Jazz được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản, giá từ 539 cho đến 619 triệu đồng. Toyota Yaris chỉ có 2 sự lựa chọn, từ 592 triệu cho đến 642 triệu đồng. Doanh số trung bình hàng tháng của Toyota Yaris ở thời điểm chưa vướng nghị định 116 là khoảng 300 xe. Đây là mức bán không dễ vượt qua đối với Honda Jazz. Bản sedan Honda City đang thành công với khoảng 700 xe một tháng. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có Honda Jazz được nhập về trong tháng 3 năm 2018 để hưởng thuế nhập khẩu 0%. Theo dự kiến, Honda Việt Nam sẽ giao xe Jazz trong quý 2 năm nay. Toyota Yaris vẫn chưa được thông báo về việc nhập khẩu, nguồn hàng hạn chế, chỉ có lác đác vài xe tồn từ năm ngoái. Giá xe Yaris hiện tính theo mức thuế nhập khẩu 30% trước đây. Quay trở lại thông tin giới thiệu về Honda Jazz từ Honda Việt Nam. Từ ngày 5 tháng 3, với 3 phiên bản có giá cao nhất là 619 triệu đồng, giá bán tại tất cả các đại lý. Theo thông báo từ Liên doanh Nhật Bản, Honda Jazz được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.
giá bán lẻ đề xuất có hiệu lực từ ngày 5 tháng 3, nhưng phải tới quý 2 năm nay xe mới được giao tới khách hàng. Tại Việt Nam, Honda Jazz có 3 phiên bản dùng chung động cơ 1,5 lít, gồm bản V 539 triệu đồng, bản VX 589 triệu đồng và bản RS giá 619 triệu đồng. Cả 3 bản đều chung công suất 118 mã lực và mô men xoắn 145 Nm kết hợp hộp số tự động vô cấp tương đồng với Honda City, điểm khác nhau chỉ là trang bị ở trên xe. Phiên bản Jazz V thấp nhất có vành 15 inch, đèn halogen, gương chiếu hậu gập cơ, chìa khóa cơ, màn hình giải trí nhỏ, âm thanh 4 loa, điều hòa cơ. Trang bị an toàn bị cắt nhiều tính năng quan trọng như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, kiểm soát hành trình chủ động, chỉ có 2 túi khí phía trước. Bản Jazz VX cao hơn với gương chiếu hậu gập điện, vành 16 inch, màn hình cảm ứng 7 inch, chìa khóa thông minh và đầy nổ bằng nút bấm, điều hòa tự động. Các trang bị an toàn trên xe gồm cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ phanh ABS, EBD, BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, kiểm soát hành trình chủ động. Ngoài ra, vô lăng còn tích hợp lẫy chuyển số. Bản cao cấp nhất Jazz RS hơn hẳn ở body kit thể thao, đèn LED, cánh gió, âm thanh 6 loa, trang bị an toàn tốt hơn với túi khí bên và túi khí rèm. Tại Việt Nam, Honda Jazz sẽ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Yaris hiện đang có giá từ 592 cho đến 642 triệu đồng. Ông Trần Bá Dương, chủ tịch Thaco, lọt vào danh sách những người giàu nhất hành tinh. Ông Trần Bá Dương, chủ tịch Thaco, lọt vào danh sách tỷ phú giàu nhất hành tinh. Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách tỷ phú USD, trong đó ghi thêm ông Trần Bá Dương, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần ô tô Trường Hải, Thaco. Theo thông lệ, ngày 6 tháng 3, tạp chí lừng danh Forbes của Mỹ công bố danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới. Đáng chú ý, đại diện Việt Nam không chỉ có hai cái tên quen thuộc là ông Phạm Nhật Vượng, Vingroup và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Vietjet Air, còn có thêm ông Trần Bá Dương, Thaco và ông Trần Đình Long, Hòa Phát. Theo danh sách của tạp chí Forbes, ông Phạm Nhật Vượng đứng số 499 với 4,3 tỷ đô la. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đứng số 766 với 3,1 tỷ đô la. Và ông Trần Bá Dương đứng số 1339 với 1,8 tỷ đô la. Và ông Trần Đình Long đứng số 1756 với 1,3 tỷ đô la. Trong danh sách của Forbes cho thấy ông Trần Bá Dương được ghi nhận ở lĩnh vực ô tô, tổng tài sản ở mức 1,8 tỷ đô la và xếp vị trí 1339. Xét riêng tại Việt Nam, chủ tịch Thaco đứng thứ 3. Ông Trần Bá Dương hiện là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần ô tô Trường Hải. Ông nắm chức vụ này từ năm 2013. Ngoài ra, ông còn được biết đến là tổng giám đốc công ty cổ phần địa ốc Đại Quang Minh. Trên thực tế, Thaco chưa được niêm yết trên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, trên sàn OTC, thị trường phi tập trung, Thaco giao dịch ở ngưỡng 150.000 và 180.000 đồng trên một đơn vị. Thaco có vốn điều lệ 4.150 tỷ đồng với cổ phần khoảng 65%. Tài sản của ông Dương sẽ khớp với số liệu mà Forbes công bố. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, với chính sách quyết liệt, ông Trần Bá Dương đã giúp Thaco lớn mạnh và có nhiều điểm vượt trội Toyota Việt Nam về doanh số khi xét ở mảng xe du lịch vốn bị liên doanh Nhật Bản thống trị hàng chục năm qua. Thaco hiện đã nắm giữ phân phối Kia, Mazda, Peugeot, BMW, BMW Motorrad, Mini và Fuso. Danh sách thường niên lần thứ 32 của Forbes gồm có 2.208 tỷ phú, con số cao kỷ lục, với tổng tài sản cũng cao kỷ lục ở mức 9.100 tỷ đô la, tăng 18% so với một năm trước. Đứng đầu danh sách này là Jeff Bezos với tài sản 112 tỷ đô la. Trong 12 tháng qua, cổ phiếu Amazon tăng tổng cộng 59%, giúp tài sản của ông tăng thêm 39,2 tỷ đô la. Đây là mức tăng lớn nhất trong một năm được ghi nhận từ khi Forbes bắt đầu xây dựng danh sách vào năm 1987.
Các bạn đang xem video trên kênh Đây Rừng Vina. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa đẹp mắt và sắc nét. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để ủng hộ cho kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn ngày mới tốt lành và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.